Xin chào mọi người. Hơi tối nhưng mọi người ạ, hôm nay mình và Phương tiếp tục có một chuyến hành trình mới. Như lần này sẽ không phải là ga Hà Nội quen thuộc như mọi lần khi nữa, mà chính là ga Sài Gòn, điểm cuối của tuyến đường sắt Thống Nhất, đường sắt Bắc Nam đó. Thì hôm nay thì mình và Phương sẽ có mặt trên chuyến tàu SE4 với hành trình là từ ga Sài Gòn đi ga Hà Nội. Chuyến tàu này sẽ khởi hành tại ga Sài Gòn lúc 19h25. Và chúng mình thì bây giờ là gần 19 giờ rồi. Và chúng mình đang vừa ăn xong và bây giờ mình đang vào từ cổng vào của ga Sài Gòn. Đó. Và thì các bạn nhớ theo dõi xem chuyến hành trình SE4 trải dài hơn 1.700 km này của mình chúng mình nhé. Let's go. Ga Sài Gòn thì khá là rộng. Ở ga Sài Gòn này trước cửa có một cái đầu máy hơi nước cũ. Đây để bây giờ chỉ để trưng bày thôi. Phương đang tranh thủ chụp ảnh với cái chiếc đầu máy hơi nước này. Để bớt nhàm chán thì hôm nay chúng mình đi từ Sài Gòn luôn. Cho mọi người sẽ hiểu cái cảm giác mà đi tàu xuyên Việt. Cái đoàn tàu S4 là cái đoàn tàu 5 sao chất lượng cao của công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn quản lý. Thì hàng ngày thì tại ga Sài Gòn xuất phát đi Hà Nội là 19h25. Ở ngược lại thì ga Hà Nội đi ga Sài Gòn xuất phát 19h25 là tàu SE3. Thì hai đôi tàu này đều là đôi tàu chất lượng cao cả. Mà nếu mà đi tàu đi du lịch các địa điểm như kiểu là Huế, Đà Nẵng, Quảng Bình hay Nha Trang thì nó cũng giờ rất khá là hợp lý. Mà đây là đôi tàu nhanh á, nên là đi vừa nhanh lại vừa thoải mái, nên là mọi người có thể lựa chọn đôi tàu này khi mà đi du lịch những địa điểm mà mình vừa kể trên nhé. Để mua vé thì mọi người cứ lên cái trang dsvn.vn như mình đã hay nói trong các vlog khác á. Thì bây giờ mình có Phương đến cổng ga rồi thì hãy vào ga, vào sảnh chờ thế nào. Đây là lần đầu tiên chúng mình cũng có mặt tại ga Sài Gòn mà không phải ga Hà Nội, rất là quen thuộc mọi người. Nhìn thấy khung cảnh một chút khác lạ. Thì tàu SE34 thì thật ra là mình cũng đã trải nghiệm hành trình từ Hà Nội đến Hà Nội trên tàu SE3 rồi. Thế tuy nhiên thì SE4 thì nó cũng là một dạng, nó cũng chính là đôi tàu của SE3 thôi. Và bây giờ thì mình sẽ khởi hành từ ga Sài Gòn đi và cho mọi người trải nghiệm cảm giác mà đi tàu xuyên Việt luôn. Hành trình từ Nam ra Bắc 2 ngày 1 đêm trên chuyến tàu SE4. Bây giờ thì chúng mình đã ra ga Sài Gòn và chúng mình sẽ lên đoàn tàu SE4 đang đón khách trên đường sắt số 1. Đôi tàu SE3, SE4 là đôi tàu giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đôi tàu chất lượng cao của công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn. Đôi tàu này xuất phát tại hai đầu ga Hà Nội và Sài Gòn lúc 19h25 hàng ngày. Trang thiết bị toa xe trên đoàn tàu này đa số đều là các toa nâng cấp, đóng mới, rất sạch đẹp và tạo sự thoải mái cho hành khách đi tàu. Trên các toa giường hay ngồi đều có đầy đủ các bình nước nóng để pha mì tôm, cà phê, trà, có đủ ổ cắm điện và một số thông tin hướng dẫn cho hành khách khi đi tàu. Xin chào. Tiếp tục một cái hành trình mới trên đoàn tàu SE4 khởi hành từ ga Sài Gòn đi ga Hà Nội. Chuyến tàu này xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 19h25 hàng ngày và có hành trình đi từ ga Sài Gòn đi ga Hà Nội và đến ga Hà Nội dự kiến vào khoảng sáng ngày thứ hai, ý là qua hai đêm và một ngày thì sẽ đến ga Hà Nội khoảng 5 giờ sáng. Thì vừa rồi thì mình và Phương thì cũng đã cho mọi người thấy sơ qua về cái đoàn tàu SE4 này. Thật ra thì SE4 này nó chính là cái đoàn tàu ngược lại của đoàn tàu SE3 là đoàn tàu giữa Hà Nội
Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thì đoàn tàu SE4 này chính là tàu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Thì đây là một đôi tàu, và đôi tàu này là tàu du lịch chất lượng cao của công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn. Thì về trang thiết bị nội thất ấy, thì mọi người thấy là chúng mình cũng đã từng đi trải nghiệm với đoàn tàu SE3 rồi, thì nó cũng khá là tương đồng với đoàn tàu đấy thôi. Mọi người có thể xem lại cái vlog mà trải nghiệm SE3 từ Hà Nội đến Đà Nẵng chúng mình đã làm rồi đó. Thì nó cũng về trang thiết bị nội thất, toa xe rất là giống. Phương có thể chỉ cho mọi người thấy là cái toa xe này đấy, những cái điểm ví dụ như giường mới màu trắng này, nhựa ngoài rất là kiểu trông nó rất là trắng, rất là tinh thanh thoát đó. Còn về khoang giường này, tất nhiên là ga giường, ga gối rất là mới. Ngoài ra thì ở ngoài thành toa thì nó sẽ là màu trắng và màu xanh, nó khác cái toa cũ chủ đạo là màu đỏ thôi, đúng không? Thì nhưng mà tuy nhiên lần này thì cái toa căng tin, toa hàng cơm này, nó không đặt ở giữa đoàn tàu giống như cái tàu SE3 nữa, mà hiện tại thì nó đang nối vào đầu phía đầu của đoàn tàu SE4 mình. Thì hiện tại thì tàu cũng vừa rời ga Sài Gòn được một lúc rồi, thì hiện tại mình và Phương đang cảm thấy cũng rất là vui, bởi vì là đây là đoàn tàu xuyên Việt mà hành trình hơn 1.700 km, khởi hành từ ga Sài Gòn đến ga Hà Nội đó. Thì về cơ bản thì trang thiết bị nội thất thì chúng mình cũng sẽ không nói quá nhiều nữa, bởi vì là nó giống cái đoàn tàu SE3 mình đã từng trải nghiệm rồi. Thì theo đó thì chúng mình sẽ tập trung khai thác lại những cái cảnh đẹp mà mọi người sẽ ngắm trong ngày mai ấy. Vào buổi tối có các xe đẩy đồ ăn đi bán đồ ăn đêm như trứng luộc, ngô luộc, cháo. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể lên toa căng tin ở phía đầu của đoàn tàu để ăn cho thoải mái nhé. Hiện tại đoàn tàu sắp đến với ga Long Khánh thuộc địa phận của tỉnh Đồng Nai. Thì bây giờ thì cũng đã hơn gần 9 giờ rồi. Và bây giờ chúng mình thì cũng sẽ chuẩn bị ngủ một giấc, tranh thủ ngủ một giấc một chút. Và nếu mà khoang trên mà không có ai lên thì mọi người có thể khóa cái khóa lại á. Không có tiếng nhiều, không có nhiều tiếng ồn lắm đâu, nên là đi rất là êm ấy. Có thể nhiều lúc là ngủ quên rồi, nên là hai mình sẽ đặt báo thức để có thể dậy canh được cái đoạn rừng thanh long rất là đẹp. Đó, bye bye. Đoàn tàu SE4 đi qua địa bàn tỉnh Bình Thuận vào ban đêm. Nếu đi các chuyến tàu đêm qua khu vực này, các bạn hãy cố gắng thức một chút để ngắm vườn thanh long sáng rực vào ban đêm nhé. Sẽ rất thú vị đấy. Vào buổi sáng hôm sau, mình và Phương tỉnh dậy khi đoàn tàu vừa rời ga Tuy Hòa. Sau khi đánh răng rửa mặt, mọi người có thể chờ xe đẩy bán đồ ăn sáng hoặc lên toa căng tin. Lần này thì chúng mình sẽ quyết định đổi mới một chút về đồ ăn sáng. Thay vì ăn mì tôm hoặc là phở như mọi khi, chúng mình sẽ quyết định mua món ăn khi tàu đến ga Diêu Trì. Hãy cùng theo dõi xem đó là món gì nhé! Chúng mình vừa rời khỏi ga Diêu Trì của thuộc tỉnh Bình Định. Thì hôm nay thì đoàn tàu đang hiện tại ở ga Diêu Trì bị chậm khoảng một ít phút, chắc là khoảng 20 đến 30 phút gì đó. Về cơ bản thì mới mình xuống ga Hà Nội ấy, nên là cái việc chậm này thì chắc là về ga Hà Nội thông thường thì nó sẽ gỡ được giờ và sẽ ít, đa số là ít khi chậm về ga Hà Nội. Trừ tất nhiên mình không tính những sự cố rất là lớn như nào đó, và hôm nay thì đang bị chậm khoảng nửa tiếng. Thì về cơ bản thì hôm qua thì mình và Phương cũng đã giới thiệu cho mọi người biết về cái đoàn tàu SE4 này rồi. Thì mình chỉ muốn nói lại như hôm qua là mình Phương lên là lúc 7:30, là tàu khởi hành lúc 19:25 đó. Thì cũng khá là mệt đó, chung là nghỉ ngơi thì muốn nghỉ ngơi á. Thì buổi tối hôm qua mình chỉ giới thiệu mọi người sơ qua về cái đoàn tàu SE4 này thế thôi. Thế còn thì hôm nay là ban ngày thì mình và Phương sẽ cố gắng quay tiếp và cho mọi người cảm thấy cái cảnh
trình xuyên Việt từ Sài Gòn đi ra Hà Nội với hành trình tàu SA4 là 2 đêm 1 ngày nó sẽ như nào, thì cố gắng có những cái gì thì chúng mình sẽ truyền tải hết. Thì vừa rồi là tàu có dừng ở ga Diêu Trì thì chúng mình có xuống mua một ít đồ ăn đặc sản ở đây á, đó là bánh hỏi. Đấy, bánh hỏi lòng heo đó, nó đặc sản ở Bình Định. Ở Bình Định thì có hai đặc sản, nhưng mà mọi người đến ga Diêu Trì thì thứ nhất mọi người có thể xôi gà, hoặc là thứ hai mọi người có thể nấu hỏi lòng heo này. Thì bây giờ mình và Phương sẽ ăn sáng. Mọi người thì đi tàu á, thì ngoài cái toa mà mình hay giới thiệu là toa căng tin ở chế đầu đoàn tàu á, hoặc là phía cuối đoàn tàu, thì mọi người có thể xuống các ga mà dừng lâu á, ví dụ như kiểu Diêu Trì này, Đồng Hới, Đà Nẵng hoặc là Nha Trang, một số ga mà lớn dừng lâu á, thì mọi người có thể tranh thủ mua đặc sản ăn sáng ở đấy, thì cũng khá là thú vị khi trải nghiệm vừa đặc sản cũng như mua về làm quà cho mọi người. Đó, đây là món bánh hỏi lòng heo và Phương ăn là bánh hỏi heo quay. Đó, thì bây giờ chúng mình sẽ thưởng thức bữa sáng, mọi người thưởng thức cùng mình nha. Đến ga Diêu Trì thì mọi người có thể mua ở dưới rất là nhiều, quầy bán bánh hỏi ở dưới ngay dưới ga thôi, và quầy bán xôi gà, cơm gà có rất nhiều loại, nhớ là có gà chiên này, gà roti này, gà luộc này, gà xé này, thì thường thì sẽ là 25-30 một suất. Thì mọi người có thể ăn sáng này, ăn trưa, ăn chiều, nói chung là tùy mọi người. Đến ga Diêu Trì thì tất cả đa số ký ốt đều mở để bán gà đấy, thì mọi người đến ga Diêu Trì thì có thể thưởng thức những đặc sản này. Hoặc là mọi người mà không muốn xuống ga thì là thì chờ các xe đẩy mà mình vẫn hay mua đó, chờ các xe đẩy bỏ lên toa căng tin phía đầu á. Thì cái toa căng tin ấy thì mình lưu ý mọi người là tùy từng ngày á thì nó có các món ăn khác nhau á. Ví dụ như có ngày thì có bún bò này, bún mọc hay là bún riêu hoặc là mì bò gì đó, chứ không phải là cố định tàu nào là sẽ có như thế, tùy cái từng tàu phục vụ và tùy từng ngày. Tuy nhiên thì đa số các món ăn thường sẽ xoay quanh bún với phở với lại mì bò mọc gì đó. Đó thì đấy là mình gợi ý cho mọi người một số phương án. Thì giá đó trên tàu nó rơi vào khoảng là 35.000 một suất ạ, thường ăn sáng ăn trưa cũng thế thôi, còn ăn phụ thì nó sẽ khoảng là 25.000 một suất, nhưng mà thường thì bán là 35.000 một suất thôi. Đó thì bây giờ mình và Phương sẽ ăn sáng nha. Ngon chưa nè, đói lắm rồi nhưng vẫn phải ngồi quay một chút. Và bây giờ mình và Phương sẽ ăn đây, không thanh niên này sắp ngất ra đây vì đói rồi. Một suất ăn ở đây thì nó có giá khoảng 20.000 á, thì mình cũng sẽ ăn, đói quá. Lần này không phải ăn mì tôm nữa rồi. Thường thì trên tàu có bằng đấy món ở địa phương thì suốt ngày chọn mì tôm thôi. Lần này có món khác rồi. Nắng rồi này. Nãy nóng trời nó còn âm u á, tỉnh dậy thấy mờ mờ như có đang trên Đà Lạt á. Bây giờ trời nắng khá to. Cũng là một cái hay khi mà đi tàu thì mọi người trải nghiệm hành trình dọc từ Bắc vào Nam và từ Nam ra Bắc á, thì thời tiết nó sẽ thay đổi tùy từng vùng á. Và nếu mà mọi người đi tàu vào mùa đông á, khi mà tối mà nó xuất phát tại ga Hà Nội rất là lạnh á, và mưa gió rét buốt chẳng hạn, thế nên tuy nhiên là chỉ cần qua đèo Hải Vân á thì thời tiết nó sẽ nóng lên rất là nhiều và ấm hơn rất là nhiều rồi. Và đấy là một cái hay khi mà mọi người đi tàu á, có nghe trải nghiệm không phải chỉ ngắm cảnh đâu, ăn uống đâu, mà trải nghiệm cả về thời tiết nó thay đổi trong vòng một ngày, nó rất là nhanh. Quý khách có té xuống ga Bồng Sơn, kiểm tra lại tư trang, hành lý của mình, tránh nhầm lẫn hoặc bỏ quên trên tàu. Ở cái chỗ này thì mọi người có thể tắt loa, tắt thanh thẳng trong sân ga. Đó, tắt rồi. Đó thì trong khoang này thì tắt. Đó, mở to nhỏ này. Đoàn tàu dừng tại ga. Đó, ban đêm nếu mọi người ngủ thì để đón tiếp khách. Nhưng mà xuống ga ban đêm ấy, thì nên mà mở để nghe. Sau đó sẽ tiếp tục chuyển bánh. Nếu không cần thiết, đề nghị quý khách không nên xuống ga. Hiện tại chúng mình đang đi đến về gần đến ga Bồng Sơn thuộc địa bàn của tỉnh Bình Định. Thì sau ga khu vực này đã là phía bắc của tỉnh Bình Định rồi, và chỉ còn một ít ga nữa thôi thì sẽ đến đặt chân đến đất Quảng Ngãi. Đó, khu vực này đúng là xứ dừa, là mọi người thì nhớ rất là dừa đấy, xứ dừa Tam Quan. Chuẩn bị đã hết đất Bình Định rồi. Đó, xứ dừa. Có cả xứ cau luôn này.
xe đa. Qua rồi. Sau đó khoảng ngắm tàu thì bây giờ chúng mình đến nghỉ ngơi một chút. Giường nằm khoang 4 thì nằm nó sẽ rộng rãi hơn khoang 6 rất là nhiều. Do buổi sáng chúng mình ăn sáng khá muộn nên buổi trưa chúng mình sẽ ăn luôn mì tôm trong toa. Nếu đói thì mọi người có thể mua thêm đồ ăn trên tàu hoặc xì ga nhé. Thật ra là do sáng nay chúng mình ăn cũng khá là muộn. Dậy muộn mà ăn muộn nên là thân ra là giờ cũng thật ra chưa đói lắm đâu. Mà giờ không ăn thì phải quá nữa. Chiều nay thì tranh thủ là thời gian rảnh rỗi thì mình sẽ... Kiểu xoăn tiêu chuẩn là phải có cả xúc xích nữa. Mọi người lưu ý là với nước nóng á thì nên ấn nút mở khóa trước, xong là ấn nút hot thì nó mới ra nước nóng nhá. Thì trên 90 độ thì mới lấy nước nóng. Ở đây thì có ghi rõ là thường đã sử dụng rồi. Chúng ta chuẩn bị thấy một cảnh rất là quen thuộc trong mọi chuyến đi. Wow. Ăn thôi. Bây giờ hiện tại mình và Phương vừa mới qua ga Thanh Khê thì chuẩn bị đoàn tàu SE4 sẽ đến với ga Đà Nẵng. Thì ga Đà Nẵng thì như mình cũng đã nói rồi thì là ga Đà Nẵng cũng ga rất đặc biệt đó, là nó là một ga cổ. Các đoàn tàu vào đây chỉ vào từ một hướng thôi, khi mà đúng rồi, từ Hà Nội
vào hay là từ thành phố Hồ Chí Minh vào thì cũng chỉ vào từ một hướng. Và tại đây thì nó sẽ có sự thay đầu máy hoặc là đảo đầu máy. Nói chung là về cơ bản thì đối với là tàu SE3 này, tàu SE4 này thì đầu máy này sẽ đảo theo chiều. Có nghĩa là mình đang kéo vào chiều xuôi này thì bây giờ nó sẽ kéo chiều ra như này. Đó, thì tại sao mà nhiều người đi tàu Bắc Nam á mà đi qua ga Đà Nẵng thì sẽ có một thắc mắc là tại sao mà ngủ dậy thì lại thấy mình đi ngược á, hay là mình quay trở về Hà Nội hay quay trở về thành phố Hồ Chí Minh á, thì thật ra không phải nhá. Bởi vì đây ngược là bởi vì là do đầu máy nó đảo chiều nó đi ra, nên là nếu mà thấy ngược thì đúng. Còn nếu mà đi Đà Nẵng mà vẫn thấy xuôi thì chắc là các bạn phải quay đầu rồi đấy. Còn thì bây giờ thì tranh thủ thì cũng thời gian đến giờ nghỉ trưa rồi, nhưng mà ga Đà Nẵng thì dừng cũng khá lâu á, khoảng 20 đến 25 phút liền á, nên là mình và Phương thì cũng phải tranh thủ xuống ga xem có mua sắm được gì không, hay có thể ngó nghiêng có cái vấn đề có đồ gì ngon không chẳng hạn. Đó thì mình và Phương sẽ tranh thủ xuống. Thì bây giờ thì chuẩn bị đến rồi thì mình và Phương sẽ cùng xuống ga nhé. Bây giờ là gần 1 giờ kém. Bên trong đây là xí nghiệp đầu máy Đà Nẵng. Đó, mọi người nếu mà nhìn được có một số cái đầu máy đó. Tại mình và Phương đang xuống ga Đà Nẵng đi dạo một vòng, ví dụ khá lâu, 25 phút liền. Đó, đi dạo xem mua đồ gì ăn uống. Và chúng mình sẽ mua ít đồ ăn đủ uống này. Đây là chiến lợi phẩm sau khi xuống Đà Nẵng. Bảo sao mà tất cả ai cũng phình lên. Các bạn yên tâm thì ga Đà Nẵng là dừng khá lâu á, theo dõi thời gian là được. Mẹo nhỏ khi mà mọi người đi tàu, nếu mà ai mà không đi quen á, thường thì trước khi tàu chạy nó sẽ có một tiếng còi á, của nhân viên đường sắt á, thì mọi người lưu ý chạy lên là được. Còn nếu không thì mọi người cứ lên mua sớm 5-10 phút thì thoải mái ở ga Đà Nẵng. Sau khi xuống Đà Nẵng thì số lượng đồ ăn đồ uống. Sau khi tàu rời khỏi ga Đà Nẵng, đoàn tàu sẽ vượt đèo Hải Vân để đến với địa phận của tỉnh Thừa Thiên Huế. Mặc dù tàu SE4 qua đèo Hải Vân vào buổi trưa, nhưng vẫn có rất nhiều hành khách tranh thủ tận dụng thời gian để ngắm cảnh. Nếu đi qua khu vực này vào ban ngày thì đừng bỏ lỡ cơ hội ngắm thiên hạ đệ nhất hùng quan này nhé.
kiểu mùa nước lũ nhỉ, nhìn nước lên rất là cao, hơi có một êm nhỉ, cầu đi qua cầu này khá. Ôi, bay cả máy ấy. Tàu nếu mà mọi người mua cái khoang giường nằm á, đặc biệt là giường nằm 4 như trụ mình đây thì nó có một cái bàn rất là rộng, thì mọi người có thể để máy tính ra làm việc nếu như mà có công việc còn dang dở. Nhiều bạn thắc mắc là trên tàu thì có wifi không á, thì mình xin trả lời là trên tàu thì không có wifi. Thì ngày trước theo mình được biết là cũng có thử nghiệm wifi rồi ấy, nhưng mà cái dự án đấy như là thất bại vì là trên tàu đi quá nhiều vào rừng á, đặc miền Trung đi vào nhiều khu có rừng nên là sóng yếu, mà lúc mà di chuyển sóng đã không ổn định rồi. Thì đấy, như không nhận biết thì mọi người có thể tự phát wifi nếu mà dùng mạng, còn không thì dùng máy tính với công việc offline như kiểu Word, Excel. Bàn rất là rộng để máy tính to nhỏ thoải mái, để thêm đồ ăn đồ uống được. Đó, mọi người có thể sử dụng máy tính trên tàu, nếu cái khoang này để rất là rộng. Kênh YouTube của chúng mình nè, các bạn nhớ xem và ấn like và ủng hộ chúng mình nha. Nhớ đấy, nhớ ủng hộ đó. Và vlog này và những video tiếp theo nữa. Cũng đã xế chiều rồi, là tàu sắp tới đưa chúng mình đến với ga Đông Hà của tỉnh Quảng Trị. Sau đó là mình sẽ nghỉ ngơi ăn tối và nghỉ một đêm nay thôi, thì sáng ngày mai chúng mình, sáng sớm ngày mai thì theo dự kiến là sẽ có mặt tại ga Hà Nội và kết thúc chuyến hành trình 2 ngày 1 đêm trên đoàn tàu SE4. Ga Phó Trạch. Ui, cây đổ đây, vẫn còn cây đổ ra ăn tận đây. Quý khách có vé xuống ga Đông Hà, kiểm tra lại tư trang, hành lý của mình, tránh nhầm lẫn hoặc bỏ quên trên tàu. Quý khách lưu ý, chờ đoàn tàu dừng hẳn trong sân ga, tiếp viên sẽ mở cửa để quý khách xuống tàu. Đoàn tàu dừng tại ga Đông Hà. Đây của mình ngoài. Hiện tại thì đoàn tàu SE4 vừa đưa chúng mình rời đến ga Đông Hà. Trông cũng khá là mệt mỏi thật ra, bởi vì là lúc giờ nghỉ trưa tại buổi trưa nay thì mình và Phương thì không nghỉ trưa nhiều mà đã tranh thủ ngắm đèo Hải Vân. Thật ra là hai anh em cũng đi qua đây rất là nhiều rồi, tuy nhiên mà lần nào đi qua thì cũng phải ngắm lại và chụp ảnh lại những bức ảnh, nghĩa là không chụp ảnh thì cũng rất là phí ấy. Nên là chúng mình cũng thức vào xe mà chụp ảnh, thế nên ra là bây giờ là hơi bị thiếu ngủ một chút. Bây giờ thì tàu vừa chạy khỏi ga Đông Hà là bây giờ là bây giờ là khoảng 5:30, thì bây giờ chúng mình sẽ ăn tối. Tối nay thì chúng mình có mua cơm gà thì ga Đông Hà, thì bây giờ thì mình và Phương sẽ ăn tối tàu và mọi người hãy cùng ăn tối chúng mình nha. Và mình tại ga Đông Hà thì chúng mình có gọi cơm gà đến, và hôm nay thì mình và Phương thì sẽ ăn một suất cơm gà đó để có những cái trải nghiệm ăn uống mới mẻ hơn cho hành trình này. Cuối cùng là thật ra trông khá mệt mỏi, bây giờ làm năng lượng mà thì chắc là sẽ vui tươi hơn đấy. Hiện tại thì thời tiết tại Đông Hà Quảng Trị đang là mưa lắc tắc rồi. Ra đến phía Bắc thì hình như nghe có thông báo dự báo mưa. Như mình cũng đã nói thì thời tiết này, khi đi qua mỗi vùng thì có mỗi sự thay đổi á. Trời bắt đầu đổ cơn mưa, có cơn mưa khá là to rồi. Mưa hay gió thì chúng mình cũng đã đến giờ ăn tối.
ngoài trời đang mưa rất là to này. Đây, mọi người thấy mưa rất là to đấy. Thực đơn cho bữa tối nay chính là cơm gà Đông Hà. Lấy dưa ra, em lấy dưa, hình như có cả canh á, lấy dưa thôi. Canh phải có cốc cơ. Đó, rau dưa, ăn cho nó mát đó. Đang đưa quý khách đến ga Đồng Hới. Quý khách có vé xuống ga Đồng Hới. Bây giờ là gần 7 rưỡi rồi và trời thì rất là tối rồi. Chưa kể là ngoài còn đang mưa nữa. Thế nên là bây giờ thì cái hành trình này thì chúng mình cũng đã từng có trải nghiệm theo S7 rồi. Và dự định của chúng mình sắp tới là cũng sẽ làm thêm những cái chuyến tàu vào đi đoạn này vào ban ngày á. Thế nên là có gì thì mọi người hãy theo dõi vào những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì sau một cái ngày ban ngày mà chúng mình khá là mệt mỏi, không hẳn là mệt mỏi, khá là buồn ngủ thì đúng hơn. Hơi buồn ngủ vì là cả ngày hôm nay từ sáng là từ Diêu Trì ấy, là chúng mình đến tận Huế, Đông Hải, đa số chúng mình đều thức để ngắm phong cảnh cũng như là để quay những thước phim đẹp trên dọc hành trình hay qua cửa sổ con tàu á. Thì bây giờ thì cũng đã muộn, thì cũng chưa hẳn là đêm khuya muộn đâu, nhưng mà bây giờ thì cũng tối rồi, ngắm cảnh thì cũng không có gì nữa rồi. Thì bây giờ mình và Phương chắc là cũng sẽ chuẩn bị tắt điện để đi ngủ thôi. Còn lại thì sáng mai thì 5 giờ thì chúng mình sẽ dự kiến là khoảng 5 giờ thì sẽ đến ngay Hà Nội vào sáng mai. Thì và kết thúc chuyến hành trình tại đây. Thì cũng rất là vui khi mà lần đầu được làm cái vlog mà trải nghiệm hành trình xuyên Việt bằng tàu hỏa này. Và cũng rất là vui khi mà được cái trải nghiệm chuyến tàu mà cực kỳ sang trọng này, đó là chuyến tàu SE4, tàu mà chất lượng cao của công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn. Đó thì mọi người, hành trình thì các ga đi ga đến giờ vào ban ngày như nào thì mọi người cũng đã nắm rõ rồi. Thì mọi người có thể cân nhắc và lựa chọn cái đoàn tàu khi đi tàu để có những trải nghiệm thú vị như chúng mình, như là ngắm cảnh này, thoải mái ăn uống này, cũng như là làm việc hay là vui chơi, hoặc là ngắm cảnh khi mà đèo Hải Vân các thứ. Nói chung là cũng rất là tuyệt á. Và mình nghĩ là nếu mà mọi người không đủ khả năng, ý là nếu mà mọi người không có sức khỏe mà thời gian á, để đi hành trình xuyên Việt từ Bắc vào Nam, thì mọi người cũng nên đi một cái hành trình ngắn cũng được, thì để cảm thấy là đi nó cũng có một sự thú vị nhất định. Còn nếu mà mọi người thực sự là rất yêu thích những trải nghiệm như chúng mình đây, thích đi đây đó đây mà thích khám phá và cảnh đẹp dọc đất nước qua hơn 1.700 km, thì hãy lựa chọn tàu hỏa nha. Đặc biệt là nếu mà mọi người chọn những cái đôi tàu mà chất lượng cao này thì đi thật ra cũng khá là êm. Mình nói thật là không quá là mệt mỏi đâu, nhưng thật ra là hơi buồn ngủ. Thật ra mắt thì hơi sưng vì buồn ngủ, thật ra thì cứ hóng hóng xem đoạn nào nó đẹp á. Và cùng ghi lại những cái thước phim và những cái bức hình đẹp để chia sẻ cho mọi người. Thì mọi người thì nếu mà muốn chúng mình làm thêm những hành trình khác thì đừng ngại comment nhé. Còn nhớ là subscribe kênh, ấn thích video và chia sẻ video cho mọi người nhé. Và bây giờ chúng mình thì trước hết tạm biệt đã, còn ngày mai thì tiếp sau. Bye bye. Khi ngủ thì mọi người có thể tắt cái đèn này đi và bật cái đèn ngủ màu hoàng vàng đây thôi. Đó, bật đèn ngủ lên thì nó sẽ sáng vừa phải mà mọi cho những ai mà không quen với lại trời tối, hoàn tối hẳn là đó. Vì bởi vì là ngoài trời bây giờ tối rồi và không có điện thành phố gì nữa. Đó, đấy, ngoài trời bây giờ hiện tại đây mọi người không còn thấy gì nữa luôn.
And a little of rain in winter from November to March, and the transition time in April and October. Bây giờ 5 giờ sáng. Thì tàu đã đưa chúng mình, tàu SE4 đã đưa chúng mình về ga Hà Nội đúng giờ. Đang vào ga Hà Nội đây hơi tối một chút. Đây 5 giờ tối om này. Thì bây giờ chúng mình sẽ thu dẹp đồ đạc và chuẩn bị xuống ga thôi. Dừng rồi. Ok thôi, đi ra ngoài thôi. Vậy là đoàn tàu đã đưa chúng mình về đến ga Hà Nội an toàn và đúng giờ. Nếu như mọi người có những thắc mắc khó khăn khi đi tàu thì đừng quên comment lại để chúng mình giúp đỡ nhé. Và nếu như mọi người thấy video này hay và bổ ích thì đừng quên ấn like video, đăng ký kênh và chia sẻ video này với mọi người nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những hành trình tiếp theo.